Đi nữa, đây nữa. Quay con cá về để thịt vào. Ôi thôi, hết luôn. Rồi 5 con. Đấy, là đang lắm trong tổ với cá đây rồi. Em ơi 5 rồi. Sớm mấy cá gáy vào tôi đó. Rồi, lại đâu rồi, đâu rồi, thôi. Rồi chúc một nửa từng hai một khoảng một cân thôi trở về thôi. Đó được rồi, từng nữa. Yeah. Nhiều quá rồi đó. Cứ bảo ra nó chỉ cho ngươi trời nắng đi. Thôi là đây cái mày cho chưa? Thấy cái đêm rồi rồi. Thôi từng nữa thôi. Cho chiều. Đó mày cũng không phải anh ơi. Chúng mình là mô đóng cổng lại đó. Cổng. Cổng. Nói đi nữa gì? Nói đi nữa. Ai chạy tới tung. Nói chạy tới tung. Cái. Chợ để chích cho anh là dịch chích rồi một cái tháng đi. Con lên mà. Không. Ôi trời ơi, cá mà chết từng rổ đây, kéo mương này. Đây là bữa đây ít đây. Ủa ít á? Ừ. Con vừa qua tê là kéo một lát năm tạ. Tạ. Dạ. Ủa trời. Có đi về mà xay cò đúng thôi rồi ơi. Hơn lúa rẻ hơn lúa mà. Lúa 10 rồi mà cá đi 60. Cho vịt cho gà nó ta. Loại bò đúng không đó. Cá đi 10 bán ngàn ngàn là kiếm đi. 6.000 thôi anh ơi. Thôi chưa lên cái đã rồi lên trên. Này này đâu đâu nó nó. Nó cho già già rồi nhá. Nó đưa tiền lên đây để đi. Lá. Giữ đây. Dung. Bò giúp chờ cá mua cá về đập bò cò cho vịt. Vừa xuống lời cái này. Rồi lên cần lôi mà. Lên ơi. Đừng đã, quay em cái mắt đẹp đẹp gì quay gì. Đi lên đi, tắt đi. Ông này ông mua rồi. Ông mua hết rồi. Ừ. Đưa tiền đây đi, tiền mà.